Đó là quang cảnh ở trên núi Sion, ngó xuống là phía dưới thành. Giờ phái đoàn đang sửa soạn đi vô thăm viếng nhà thờ con gà gái hoặc là nhà thờ Thánh Phêrô Chúa Chúa ba lần. Và được truyền chính đêm này Thánh Phêrô đã chơi Chúa ở ngay trước dinh Cải Phà. Đây là cái tháp của nhà thờ con gà. Tôi thấy ngay trên cái tháp này có một con gà đây. Cái lần tượng trưng cho con gà gáy ba lần, cho phi dối chúa ba lần thì gà gáy. Đi nữa đi xuống sao? Bây giờ phái đoàn đang đi xuống dưới nhà thờ con gà hoặc là nhà thờ phê dầu trôi chúa. Hôm nay, gà trước kịp đấy, thì anh đã chối thầy ba
Đây là cảnh bên trong nhà thờ Thánh Phêrô Chúa Chúa, và cũng như là Dinh Cai Phá, nơi mà người ta dẫn Chúa Giêsu đến để sau khi bắt đầu trong gần Gethsemane, thì ngài người ta đã dẫn ngài đến Dinh Cai Phá. Đây là hình Chúa Giêsu đứng ở trước Dinh Cai Phá. Cái này là cột gì? Tôi nhà tôi đang chụp chút xíu anh. Ok. Cái nhà phải chụp anh không hả?